Mới đây, Liêu Dực Phi đã xuất hiện trong sự kiện họp báo phim Lộ Thủy Hồng Nhan cùng với Biren. Trong sự kiện, Liêu Dực Phi mặc đầm da kín đáo nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Trong sự kiện, tài tử xứ Kim Chi Biren không ngại ngần trao cho Liêu Dực Phi trái tim bằng hoa hồng trước rừng ống kính và ôm cô thân mật trên sân khấu. Trước đó, Ren từng khẳng định Liêu Dực Phi là diễn viên mà anh cảm thấy xinh đẹp nhất ở Trung Quốc. Anh từng đờ đẫn trước vẻ đẹp của Dực Phi mà quên cả lời thoại. Anh nói, điều tôi không thể cầm lòng nổi khi đóng phim là cô ấy quá đẹp. Tôi rất cố gắng để nhớ được câu thoại tiếng Trung. Nhưng có lúc trông thấy cô ấy, tôi quên hết. Ren nói. Ngoài ra, trong buổi ra mắt phim, Biren cũng rất đáng yêu khi tập nói tiếng Trung Quốc. Phát âm của anh được đánh giá là khá chuẩn. Tác phẩm mới của Liêu Dực Phi và Biren kể về mối tình tay ba giữa Hình Lộ, Diệc Phi, Từ Thừa Huân, Ren và Dương Chấn Dân, Học Binh. Bộ phim đã nhận được vô số tình cảm của fan mê điện ảnh xứ Trung Hàn ngay từ khi tung ra những hình ảnh đầu tiên.